Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp Euro ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6 thì sẽ ra các trận đấu tiếp theo của ngày bóng đá lớn nhất châu Âu. Và trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu ở các khung giờ 20, 23 và 2 giờ sáng ngày hôm sau. Lịch thi đấu cụ thể như sau. Theo lịch thi đấu Euro ngày hôm nay thì sẽ ra 3 trận đấu. Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 15 tháng 6. Đó là cuộc so tài của Hungary với Thụy Sĩ tại bảng A. Vào lúc 23 giờ ngày 15 tháng 6 thì Tây Ban Nha sẽ đọ sức với Croatia. Và vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 6 sẽ là cuộc so tài của Italia với Albania. Thì đây là 3 trận đấu của thể thao ở ngày hôm nay thì đều có cái hay của nó. Các trận đấu này, trận đấu lúc 20 giờ và 23 giờ thì được tường thuật trực tiếp trên VTV2. Trận đấu muộn vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 6 thì được tường thuật trực tiếp trên VTV3. Quý vị và bạn có thể theo dõi và cổ vũ cho các đội. Thưa quý vị và bạn, chúng ta biết ở trận đấu giữa Hungary với Thụy Sĩ thì đây là trận đấu mà có thể nói rằng là cũng tương đối là cân sức cân tài đấy, bởi vì Hungary trong mấy năm trở lại đây thì bóng đá này cũng đang rất là phát triển và có những cầu thủ rất là chất lượng. Thì đây là một trận đấu mà có cái tính chất rất là then chốt đối với cả hai đội bóng này, bởi vì Hungary và Thụy Sĩ nằm cùng bảng với đội tuyển Đức thì cái kết quả của cuộc đọ sức trực tiếp này nó ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp. Ở cái bảng này thì Scotland là cái đội bóng mà bị đánh giá là cũng không cao lắm ở bảng đấu này đâu. Cho nên là cái tấm vé đi tiếp ở cái bảng đấu này là Đức, Hungary và Thụy Sĩ mình đánh giá cao hơn. Vì vậy cái cuộc đọ sức giữa Hungary với Thụy Sĩ nó có ý nghĩa rất quan trọng. Với cá nhân thể thao cho rằng đây là trận đấu mà hai đội có lẽ một kết quả hòa nó sẽ giúp ích rất nhiều cho hai đội trong cái chặng đường tiếp theo của giải đấu năm nay. Trong khi đó thì trận đấu giữa Tây Ban Nha với Croatia cũng là trận đấu cực kỳ hay. Đây là một trận đấu mà rất là hay ở vòng bảng này, một trong những trận đấu rất hay ở vòng bảng, vì ở cái bảng B này thì là cái bảng tử thần và nơi góp mặt của Tây Ban Nha, Croatia, Italia và Albania. Thì Tây Ban Nha, Croatia với Italia đương nhiên là ba đội bóng được đánh giá rất cao trong cái việc giành tấm vé đi tiếp rồi, đúng không ạ? Thì cái trận đấu này giữa Tây Ban Nha và Croatia là một trận đấu giao quân. Thì Tây Ban Nha gặp Croatia không phải dễ ăn đâu, vì cái lực lượng nhân sự hiện tại của Tây Ban Nha cũng không phải là quá xuất sắc. Trong đó thì Croatia có cái sức trẻ, kinh nghiệm và cái sự đan xen của các lứa thế cầu thủ cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Thế đây là trận đấu với cá nhân thể thao đánh giá nếu như Croatia họ chơi tốt, họ hoàn toàn có thể giành được điểm trước đội tuyển Tây Ban Nha. Còn trận đấu giữa Italia với Albania là trận đấu mà Italia có cái cơ hội rất lớn để mà giành chiến thắng. Nhà đội bóng này hứa hẹn sẽ có một trận đấu ra quân đương nhiên sẽ không dễ dàng gì, nhưng với năng lực của Tây Ban Nha thì đội bóng này hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trước Albania. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Những ai mới xem kênh của Thuật Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh của Thuật Thể Thao để nhận thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá trong nước và bóng đá quốc tế được Thuật Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Một nữa cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị của bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những chương trình tiếp theo.